rồi xử lý stock này nọ. Tại vì anh có follow mấy đứa thì thấy là tách hình còn bị yếu quá, nó còn bị viền trắng, với lại tóc tách chưa kỹ. Thêm cái nữa là phần lên màu, ví dụ như là một hình nghệ sĩ mà đứng giữa một background đó, thì cái màu nó chưa được tổng thể, chưa được hòa quyện với nhau, cho nên là nhìn nó còn bị chổi lắm. Thì hôm nay thì sẽ giải đáp cho mấy đứa một số câu hỏi mà mấy đứa cảm thấy là chưa có hiểu được, hoặc là có những vấn đề gì mà như cách giao tiếp với khách hay là cách kỳ kèo này nọ cái kiểu, thì hôm nay sẽ giải đáp luôn. Thì hôm nay tinh thần là cứ học hỏi vui chơi là chính, không không có đặt áp lực gì hết trơn nha. Trong đây anh chỉ biết có Tân, Phú. Rồi giờ từng người giới thiệu đi. Tân giới thiệu trước đi Tân. Em tên là Hoa Khắc Tân. Em là sinh viên năm ba trường Đại học Polytechnic Việt Nam. Em ở Đà Nẵng. Rồi giới thiệu tiếp theo nè. Em là Phù, em đang buồn ngủ Sao hôm nay không quá. Em ngủ? bay sang mới ngủ. Rồi qua chết like Hồi qua em chạy bị nó bu tôi mua. thôi ráng đi, chúc anh tóm tắt ngắn gọn cho rồi tranh thủ cho nghỉ sớm Không, nhưng mà em nha. tin thôi, hơi hơi dịch thôi. Rồi tới người tiếp theo nè. Hello, em là Huy, em là bạn của Tăng, là sinh viên, cũng sinh viên Greenix luôn. Em cũng mới vô team với anh Ái. Ừ. Em vô lâu chưa? Dạ, em vô được tới nay cũng 3-4 tháng rồi. Rồi trước khi em vô team ấy thì em làm freelancer ở ngoài hay là em có một team khác ở ngoài? Em làm freelancer ở ngoài, mà công việc cũng nhỏ nhọc lắm. Rồi, ok. Thì gọi tới bạn tiếp theo nè. Vậy là em mới vô đây, vậy là em vô trễ Không không em trẻ không? nhất. Rồi sẵn giới thiệu em đi. Em tên là Khánh. Em tên là Khánh, em sinh em ra trường, em học trường về Tân về Huy, nhưng mà em ra trường rồi. Em mới vô tìm lại Bên được các đây tháng em ra trường rồi. ừ. Tại Huy đây. Tính kiều ái giới thiệu nó trốn rồi. Thôi giới thiệu sơ lược qua vậy được rồi. Thì bây giờ anh hỏi mấy đứa là về phần bên tool thì mấy đứa có nắm vững được mấy cái cách để thực hiện một cái đường bên tool tách người căn bản chưa? Dạ đủ Rồi em là rồi. thì có đứa nào đang ngồi máy không? Ngồi máy mà có thể share màn hình được á. Em chơi hai máy nhưng mà để em nâng nhập vô một máy nữa. Em là bên Dương á. Vậy thì thôi bây giờ anh share màn hình bên anh thì anh sẽ hướng dẫn các em là cái tách tóc trước, thì cái tách tóc nó sẽ khó và nó có nhiều cách tách khác nhau. Thì không biết là cái đường chì mấy đứa có ổn định hết chưa, để anh vô bắt đầu nha. Ok. Anh ơi, em hỏi một cái trước được không? Chào em. Đấy là bình thường á, Hello, em em đã chưa? bình thường á là khả năng em xài bên tool, bên AI rất là tốt, nhưng mà khi em xài Photoshop á thì nó cứ hai bị lỗi, là cái đường cong thứ nhất là ok, đường cong thứ hai của em là vẽ nó bị lệch lộn xộn hết, nó không theo ý muốn á. Nên là thường em cắt hình em cắt Rồi bằng bằng cái công cụ tự chọn.
Ok. Thì bây giờ anh sẽ bên tool thao tác căn bản tách hình hoàn thiện một người cho mấy đứa đứa nào biết á, rồi á, thì xem qua, còn ai chưa biết á, giống như em Huy á, thì cũng coi kỹ qua, có gì không hỏi thì hỏi anh luôn nha. Ok. Bạn ái có hỏi gì không bạn ái? Gì em có không hỏi gì hết. Đi học nha, anh tắt mic á. Rồi hiện tại mấy đứa thấy hình anh đang mở chưa? Cô tắt mic cô Tạm biệt cô ơi. Rồi các bạn thấy hết Dạ, em rồi. Rồi nè, rồi nè. rồi rồi bây giờ thì tắt, bây giờ thì các bạn tắt mic hết rồi, nhưng mà ví dụ có cái vấn đề nào chưa hiểu thì cứ mở mic lên rồi la làng lên nha. Thì đầu Ok. tiên rồi thì đầu tiên cái bên tool thì các bạn cũng biết là cái viết tắt là chữ bi phở đây, chẳng hạn như Hà Hà hay Huy, bên mẹ tên là Huy Huy xem kỹ nha. Chẳng hạn như là bây giờ bên tool anh sẽ bắt đầu từ cái vùng ở ngoài trước, thì cái đường thẳng bên tool này anh sẽ bắt đầu ở đây, sau đó anh tiếp tục thì anh bẻ cong này, từ giờ anh chưa có phím phím tắt rồi hết, thì khi mà em được tới đây rồi em thấy có với một cái giao điểm đường nó không được cong mượt như cái này nữa mà nó có một gấp khúc, thì em phải chọn ngay cái điểm mà giao giữa hai đường này đó. Thì khi mà tới cái phần mà cong như này thì em phải chọn cho mình được một cái điểm neo mà để khi mà em tiếp tục cái điểm tiếp theo thì nó không bị lệch. Chẳng hạn bây giờ anh chọn nó nằm ở đây, thì điểm tiếp theo anh phải chọn, anh phải kéo cái nét bên tool của mình nó xa hơn mấy cái bước khi nãy đó. Bây giờ Huy Huy mở mic lên nói thử là có cái khúc nào mà chưa hiểu lại anh Chanh nha Huy. Về cái bentone á thì em cũng hiểu công dụng với lại em hiểu cái cách sử dụng rất lâu rồi, nhưng mà khi mà em vẽ được ví dụ như của anh là anh đi được hai nét đúng không, là của em khi mà đi được một nét cong đầu tiên tới nét cong thứ hai là em không kéo thế ấy của em được nữa, nó kiểu vậy á, nó không biết là nó lỗi hay là do em kéo sai nữa. Phải cái Mà ví nét dụ anh đang quơ con chuột ở đây không? dạ đúng rồi, cái đó khi mà em nêu cái nét thứ hai á là nó sẽ bị lỗi, nó chạy không theo ý em nữa, nó kiểu vậy á. Rồi bây giờ Huy cứ mở mic lên nha. Thì anh vừa nói Huy vừa trả lời luôn nè. Thì cái nét đầu tiên thì khi anh tới đây đó, thì em mới nè, đây anh có đường vẽ cho em xem. Nè, khi mà cái đường đường này nè, cái đường màu vàng anh tô rồi nè, thì khi mà cái điểm thứ nhất em nào nằm ở đây, thì cái điểm thứ hai em khi em xác định được là em đang muốn tới vùng này, chẳng hạn như vùng này, thì từ vị trí này, thì từ vị trí cái điểm này đầu tiên cho tới cái điểm này nó phải nằm trên một hướng, cùng hướng hoặc là xấp xỉ với cái khoảng cách cái đường mà mình sẽ chuẩn bị vẽ tiếp theo. Chẳng hạn bây giờ nó đang nằm ở trên, nó đang nằm thẳng đây nè đó, nó sẽ gần với cái điểm này, thì khi mà khoảng cái khoảng cách giữa cái điểm neo đầu tiên này tới điểm neo tiếp theo á, thì nó phải cùng hướng với nhau xuất phát ra như nè, nó mới được cái điểm mong muốn. Chẳng hạn bây giờ em muốn cái điểm nằm ở đây nhưng mà cái nằm trên đây, thì cái điểm hiện tại nằm trên đây mà thì khi em bên tua nó thì nó sẽ bị cong lệch gì nè Dạ, em hiểu rồi. đó. Em hiểu cái đoạn đó rồi.
Rồi, khoan giờ bởi em bên tôi lại. Thì Được cái điểm đấy. đầu tiên nè, anh tới đây. Điểm tiếp theo, anh sẽ nhắm chừng được cái độ rơi của cái đường này nè. Đó. Ha. Ok, em hiểu. Rồi. Chẳng hạn cái tiếp theo của em á là em muốn tới đây nhưng mà cái đường này nó lại quá xa rồi á. Thì em phải đè Antalat để em kéo nó lại gần một tí. Để khi nó tiếp tục á thì nó xuất phát từ đây, nó tiếp theo nó sẽ tiếp theo trên cái con đường này. Chứ mà khi hồi nãy á mà nó lại nằm xa ngoài đây đúng không? Mà khi em tiếp tục đây á nó sẽ có bị cái độ cong này, thấy không? Dạ đúng rồi, em bị Nè. hai em hai về cái lỗi gì đây nè. Thì em phải kéo đè Antalat, em kéo điểm đầu này nó chạy lại gần tới, thì khi em tiếp tục á nó không có bị nhảy loạn ra đó. Thì em tiếp tục trên đây cũng tương tự như vậy, trên đây cũng tương tự như vậy. Ví dụ mà em cong cái đoạn này mà trên đây nó quá xa, em có thể đè Antalat em kéo xuống cho nó gần đó, xong điểm này em rồi em bẻ cong nó. Em hiểu lúc này chưa? Dạ rồi, ok em hiểu rồi. Thì những cái đường tiếp tục này á thì mình vẫn cứ tiếp tục bình thường. Tiếp tục bình thường không có gì hết, thì thích hình xong đè Ctrl Enter rồi delete nó thôi đó. Nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề này xảy ra với mấy đứa mới, chẳng hạn như bây giờ anh tách hình thì anh sẽ tách như này đó, ví dụ nè, tách không kỹ á, kiểu tách lẹ tách ẩu á nè, tách ẩu nè, thì anh vẫn chọn được cái vùng mình cần bỏ nè đó, xong bỏ. Nhưng mà khi anh để một màu khác vô thì có thể mấy đứa sẽ thấy nè, nó đang bị cái viền trắng này nè. Mình đã tách đúng gần chính xác cái vùng mà mình cần bỏ nhưng mà nó sẽ bị cái viền trắng nè, nó sẽ bị viền trắng nè, viền Cho xanh tao nói nè. xíu nghe, quay quay tao nói xíu. Thằng Phú là thằng thằng Phú thằng Phú thằng Phú là thằng định cần cần phải để ý cái này nhất nha. Hắn cắt hình ảo cực kỳ ảo, nên là em lo em xem cho kỹ cái này là Phú nha, chứ học xong là cắt lẩu lên chửi chết mẹ rồi đó. Ok. Giờ Phú nào, Phú nhìn kỹ vô cái này nè. Thì khi bên tool anh vẫn cắt bỏ cái hình, anh chọn bên tool bỏ đúng cái hình mình mong muốn, nhưng mà nó sẽ bị tình trạng như mấy đứa đang xem nè. Nè, đó là nó bị nè, cái viền trắng nè. Đó, viền màu nè, không mong muốn nè. Nè, đây nè, đó. Thì cách khắc phục của cái tình trạng này, cách khắc phục của tình trạng này là khi các em tách hình á thì em có thể có quyền tách sát hơn cái vùng ở ngoài một chút xíu, người ta không có bắt lỗi mình được, với lại khi zoom xa nó lại không có hiện bị lỗi là lỗi cái đường nữa đâu. Hãy tách sát vô, tách sát vô nè, thì em để ý nè, giữa cái khoảng cách của cái áo đúng với cái đường bên tool anh cắt, nó anh bên đường bên tool của anh cắt sát hơn của nó một chút xíu, để khi mà chẳng hạn đây, để khi mà anh loại bỏ cái vùng background không cần thiết thì nó không có cái viền trắng, nó rất là mướt mà nó vẫn giữ được cái độ đúng thật của cái áo, của cái quần chứ, mà không có viền trắng. Rồi khúc khúc này mấy đứa có hiểu chưa? Dạ rồi anh. Nhớ, nên nhớ một điều là mấy cái đường bên tool này, chẳng hạn như cái đường này nè, nó có bị lỗi nè, lỗi đỏ vàng xanh, nói chung là khi chụp hình á không tránh khỏi mấy cái này, thì mấy đứa cứ cắt sát vô, cắt sát vô trong phạm vi cho phép nha, chứ không phải là chứ không phải cắt sát vô là cắt như thế này nha, vậy là sai nha. Cắt sát ở đây là sát một ít để loại bỏ những cái viền bị hư khi chụp hình ở ngoài nè. Đó,
Đây. Cắt sát hơn một chút xíu nhưng mà nó vẫn giữ đúng cái form dáng của quần áo. Rồi thì những cái đường bên tool còn lại như thế này á, thì khi anh hồi nãy anh đã chỉ mấy đứa chỉ kỹ đi rồi á, chẳng hạn như khi anh bên tool ở cái đường cua này, đây khi đến cái chỗ mà góc chéo nhọn như thế này á, cách xử lý của nó đó là khi mấy đứa gần gần tới đây rồi đó, thì chỉ cần bấm ngay cái điểm đầu cua của nó là nó không xuất hiện thêm cái điểm khác gì hết. Từ đây mình mới tiếp tục thì cái chỗ này nó sẽ nhọn thẳng luôn chứ không bị gì hết à. Đó, ví dụ ngân hàng nè, khi cái đường này bị quá dài thì đứa thể đẹp Antalat di chuyển cho cái đường này nó ngắn lại tí, tại khi tiếp tục cái đường điểm tiếp theo á thì nó không có bị rớt ra khỏi cái thứ mình cái đường mình mong đường đang mong muốn à. Này điểm cái này đặt tắt điểm nhọn nữa nè đó, qua tới đây chẳng hạn như đây nó bị xa nè, kéo gần lại à. Rồi đó. Rồi mấy đứa có hiểu khúc này chưa? Rồi Ừ, từ từ nè, nếu mà khi mà quý hỏi á, mọi người bật chat lên đi vị đi là bốn hiểu bấm số 1 như này nè, như là hiểu bấm số 1, còn đứa nào chưa hiểu bấm số 2, mặc bằng cách lên đi. Hiện tại có chỗ cái mic bên mày nó bị ồ thôi đấy, với còn lại mấy đứa nhỏ nó yên lặng mà. Biết đâu ý là tao bật là tao nói trước cho tụi nó hiểu không, là khi nào đứa nào mà hiểu thì bấm số 1, còn đứa nào không hiểu mà muốn hỏi thì bấm số 2, rồi đứa đi cho đỡ phải bật mic từng đứa một lên, rồi đứa nào cứ không hiểu Rồi. thì cứ bấm số 2 là bật mic đây được nha. Rồi. Tiếp theo là mấy đứa phải à, coi là ví dụ mà khi một tấm hình nó dễ bị lọt vô mấy cái điểm này nè, điểm nhỏ xíu này nè, thường thường là nó sẽ xuất hiện ở cái cùi chỏ tay với phần vai hoặc là phần nách hay là kẹt của mắt kiến hay là giữa hai chân đó, thì khi tách hình nếu mà không để ý rất dễ bị sót những cái này, mà khi bị sót cái mấy cái này rồi á, lên poster nó bị ảnh hưởng nhiều lắm tới poster mình, bị phí. Thì cho nên á là cái đứa phải tập riết cho quen hình phản xạ, chẳng hạn như bây giờ á mở tấm hình lên thì phải tìm được cái điểm nhỏ nhất như những cái đường những cái điểm chết trong đây nè tách trước nữa, tại vì khi mà mình tập trung quá vô phần tách hình ngoài nó rất là nhiều chi tiết nè, mình tập trung với nó khoảng tầm 50 phút 15 phút xong cái hồi lỡ có chuyện khác là quên luôn cái đường này, là quên luôn cái điểm này không có tách, thấy vô poster cái là bị xấu liền. Với lại khách hàng người ta nhìn vô người ta cũng thấy mình thời không có tinh tế, không để ý nhiều đó, cho nên là cái này dễ, cái nào dễ thì làm trước, cái này tách dễ nét ít thì tách nó bỏ trước để tránh trường hợp mà tách mấy cái thứ kia nhiều quá hồi quên bỏ luôn cái này thì nó tiếc lắm. Rồi bây giờ tiếp theo là vẫn sử dụng hình này đi. À, đây khoan. Đây thì thường mấy DJ á hay là nghệ sĩ á, thường sẽ có đeo kiếng, thì cái lớp kiếng á, sẽ có hai kiểu, là lớp kiếng cận á, thì nó có cái độ lệch ở đây, hoặc là mắt kiếng thường á, nó không có độ thì nó bình thường nó không có độ lệch ở đây, chẳng hạn như đây, ở đây là một cái mắt kiếng cận, thì khi mấy bạn á, tách hình xong rồi hết rồi á, hay bị một tình trạng là sẽ bỏ luôn cái khúc này, bỏ luôn cái khúc mắt kiếng này mà không có đụng tới luôn, sẽ thấy rất là nhiều người bị quên như nè khúc này nè đó. Thì cái cách
Mà để xử lý cái vùng mắt kiến này á thì việc đầu tiên là cái tấm hình mình phải tạo cho nó được cái layer mắt trước tiên. Tiếp sau đó là phải chọn được bên tool được cái dùng chọn của cái lồng mắt kính. Rồi. Sau khi chọn được cái dùng chọn của mắt kiến á, bắt đầu mình sẽ bấm qua bên layer mắt. Chọn công cụ cái đổ màu nè. Thì ở đây layer mắt của mình đang màu trắng. Thì mình muốn xóa nó thì mình phải chọn sang màu đen. Còn cái độ opacity này á, mình phải xem kỹ, chẳng hạn như là mắt kính hiện tại là mắt kính cận màu trắng trong suốt. Thì khi mà nó muốn xóa nó thì mình phải coi là trên mặt người trên đây nè, là mắt cái lớp mắt kính á, nó có tác động nhiều hay ít tới da mặt. Chẳng hạn như hiện tại đây là gần như bằng không thì mình có thể xóa luôn cái mắt kính này. Nhưng xóa luôn là đúng, nhưng mà nó sẽ bị ở đây có một điều là cái lớp mắt kính nó sẽ có một cái độ dơ và cái độ nhám bóng riêng của chất liệu kính. Thì cho nên ở đây mình opacity hiện tại của mình á, mình giảm nhẹ nó khoảng còn 80 đây. Thì mình xóa là xóa trong cái layer mask, trong cái vùng chọn của mình hiện tại, không xóa tấm hình nha, chỉ là xóa trong layer mask. Sau đó cần cần chọn D để bỏ vùng chọn. Thì khi các bạn xem nè, khi mình xóa nó vẫn giữ cho mình lại được một cái độ nhám nhẹ để ra quăng một tấm hình vô. Đây. Đây. Khi để một cái background ở sau lưng vô thì nó vẫn có một cái độ lớp nhám sần mờ mờ nhẹ của mắt kính ở tác động ra ngoài sau nè, góc nè, chứ không phải là nó trắng tươi luôn. Thì tùy thuộc vào chất liệu kính, độ trong suốt của kính mà sử dụng cái opacity khác nhau. Chẳng hạn như mắt kính râm, mắt kính râm thường thường là nó màu đen thì cái độ opacity thường thường á là khoảng tầm 10 cho tới 15 20 thôi để xóa cái vùng chọn đó. Tại vì mắt kính đen nó có cái độ đục, nó có cái độ tối rất là nhiều, nó không có phản chiếu hết toàn bộ như mắt kính cận này. Chẳng hạn như còn mắt kính màu cam, màu xanh, màu đỏ này nọ chẳng kiểu, thì các bạn hãy lưu ý cái vấn đề đó. Thì từ từ tập làm riết nó sẽ thành một thói quen, mình nhìn vô là mình biết cái khúc này mình sẽ phải sử dụng bao nhiêu phần trăm độ opacity của cái khi mình bỏ cái vùng chọn đó. Chẳng hạn như bây giờ khi mình chọn mắt kính này mình chọn 100, mình thấy mình sai, mình thấy mình cần chọn rất là mình giảm xuống còn 80 70 chẳng hạn. Khi nào mà mình thấy nó cái độ xóa nè nó phù hợp với tổng thể hết mọi thứ tới mắt kính này nọ thì mình giật lại và mình ghi nhớ con số đó, để sau này từ từ mình sẽ tập một cái phản xạ là nhìn vô đó là mình biết mình sử dụng bao nhiêu liền. Rồi các bạn hiểu chưa? 1212 đi. Rồi, ok. Bây giờ nếu mà ai không hiểu thì hãy mở mic lên, la làng lên liền nha. Ủa sao lại tới 8 người ta? À, đúng rồi. Như là một nguồn hình ảnh tên kiểu ấy. Rồi. Này, tiếng sử dụng hình đó luôn đi. Rồi bây giờ anh làm lại delete nó. Rồi bây giờ việc này đã chỉ cách bên tool rồi, chỉ cách
nhìn thấy mấy cái chỗ mà bị khuyết này ít để ý tới rồi, chẳng hạn như bông tai nè, nó có cái lỗ hổng giữa bông tai với cái lỗ tai, thì để ý sau này hãy tập là nhìn vô đây thấy cái nào dễ làm trước. Ở đây dễ bị làm bị sót lắm nè, có khi tách xong tấm hình cái vui 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 zoom 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 ra cái xong thảy qua bên kia manip làm quên hết cái này luôn đó. Nhớ thứ hai là để ý cái độ trong suốt của kiến, gam màu của kiến mà tập thành thói quen từ từ. Bây giờ có thể mấy đứa chưa có hiểu, nhưng mà xong buổi này anh sẽ đưa cho mấy đứa một bài tập nhỏ đơn giản làm, xong rồi từ từ không hiểu thì hỏi lại, riết từ từ mình tập thói quen. Tại vì anh cũng đâu có học trường lớp gì đâu, thì cũng làm tập từ từ riết mà quen tới giờ nè. Rồi tiếp theo nữa là tới phần tách tóc nè. Tách tóc là mấy đứa hay bị lỗi tách tóc nhiều, rất là nhiều, thì mấy đứa bị lỗi bữa mình coi poster của Phú hay Tân quên rồi, cái poster mà có một người trước và một người ngồi dưới xe hơi đó là của ai làm? Có phụ ấy. Phú poster đó bị lỗi tách tóc, bị lỗi cái viền trắng khi tách hình hồi nãy chỗ bàn tay á, nhớ anh nói khúc nãy không? Còn nữa. Đó thì cái chỗ mà tách tóc khi lộn, cái chỗ mà cái tách dưới chân khi nãy á, mà tách không có sát vô á, nó bị cái màu trắng hồi nãy á, là cái poster đang bị hai cái lỗi đó. Thì cho nên là hy vọng là sau buổi này mấy đứa ghi nhớ được là tách, phải tách sát vô một tí để loại bỏ những cái thành, những cái phần mà rìa 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 ở ngoài khi chụp hình nó bị lỗi. Chứ tách không sát nó hay bị cái lỗi cái viền trắng này nọ, nhìn nó bị kỳ lắm. Rồi tiếp theo này, vô cái phần khó nè, vô phần tách tóc nè. Tách tóc có rất nhiều cách để tách tóc, thì anh sẽ bắt đầu hướng dẫn mấy đứa những gì anh biết từ trước tới giờ. Thì ví dụ ai biết rồi thì xem coi có học được cái gì mới không, còn ai chưa biết thì cố gắng xem kỹ cái phần này nha. Thì cách đầu tiên là tách tóc bằng công cụ cục gươm này nè, cục tẩy. Cái công cụ cục tẩy này á là hoạt động như thế nào, là nó sẽ xóa cái vùng màu mình đã chọn, không xóa những vùng màu khác, nhưng mà nó sẽ có một cái điểm yếu là chẳng hạn như khi mà cái background á nó có màu sắc trùng hoặc là gần với cái màu tóc á, thì cái công cụ này nó sẽ không nhận diện được cho mình đâu là màu tóc và đâu là màu background. Nó chỉ chọn đúng cái dãy gam màu mà mình đang chọn gần nhất xung quanh của nó để nó xóa. Thì cái công cụ này á nó sẽ dễ sử dụng hơn cho mình khi mà tóc đen hoàn toàn và background trắng hoàn toàn, tại vì nó có độ tương phản tuyệt đối, hoặc là những màu tương phản tuyệt đối với nhau, chứ mà background trắng mà tóc trắng tóc bạch kim thì thôi thua, cái đó phải ngồi lấy dùng hoa cơm mà vẽ từng cọng như thôi. Đây thì trước khi sử dụng công cụ này á, thì ở trên nhìn ở phía bên trên bên tay trái trên đây thì nó có ba cái chức năng trên đây, thì mình phải chọn được cái giữa này để tích một cái vùng màu mình đã chọn, và cái phần lý mịt này mình chọn cái đầu tiên. Còn cái độ phần trăm bên đây đó là cái độ mà nó sẽ xóa xóa bỏ, giống giống như mình em mấy em dùng cục tẩy để xóa trên giấy, thì nó tương tự với cái lực tay của mình nhẹ hay ít, xóa ít hay nhiều là trên đó đó. Chẳng hạn như trên đây thường thường anh sẽ ít, ai anh sẽ ít mà sử dụng tới 50% lắm, hiếm lắm, tại vì nó quá mạnh. Thường sẽ sử dụng tầm 25 tới 30% là chủ yếu đối với trường hợp mà nó tương phản tuyệt đối như thế này. Thì sau khi xét được một hai cái độ trên đây
thì cũng tương tự với cái phần mắt kính là phải làm thời gian mình mới tạo được cái thói quen phản xạ là sử dụng biết bao nhiêu. Sau khi xong ba bước này setup rồi thì việc tiếp theo là cái kích thước của cái con trỏ chuột này nè là mình làm nhỏ thôi, vừa đủ để bao lấy cái viền ngoài tóc. Mục đích của mình là để lấy tóc, chỉ là lấy tóc thôi chứ không phải để tách nền. Rồi tiếp theo là mình sẽ đè Antalab. Thì khi đè Antalab thì nó sẽ ra một cái icon hình giống như hình thí nghiệm hóa học như đó. Thì mình sẽ chọn màu, thì khi mà mình chọn sang màu nào á nó sẽ tự nhảy ở đây nè, mình rê con chuột. Thì khi mình chọn màu trắng này thì nó sẽ hiểu mình là à mình cần xóa màu trắng. Sau khi chọn xong mình buông hai tay ra, mình không có đè công cụ hay là nút nào hết. Thì tiếp theo mình bắt đầu mình xóa, lấy xóa phần màu trắng bỏ. Nên nhớ là mình đang tách tóc cho nên là mình chỉ cần xóa cái rìa tóc, xóa cái phần background của cái rìa tóc thôi, đừng có đụng ở phía bên trong. Sẽ có nhiều người mới bắt đầu sử dụng công cụ này hay có vụ mà chỉnh kích thước bự ra nè đó để lấy cho lẹ, nhưng nó sẽ bị một cái nó ăn vô trong cái phần trong đây luôn nè, tại vì phần phần bị mất trong đây nó có màu, nó tương đương màu sáng với background nè, những cái phần trong đây nè bị ăn hết mấy cái chân tóc hết trơn nè đó. Mình phải làm từ từ, khi nào diễn ra rồi thì muốn bự muốn nhỏ gì thì mình lúc đó thì làm lại. Mình sẽ chọn cái màu trắng bằng cách đè Antalab và click chuột cho cái màu mình đã chọn, mình cần chọn. Sau đó cái kích thước của cái con trỏ hiện tại á, mình phải cho nó nhỏ hoặc lớn phù hợp với cái tóc, vị trí tóc mà mình cần lấy. Chẳng hạn cái công cụ này phải áp dụng được với tách áo lông hoặc là lông chó lông mèo này nọ, nó nói chung là những cái thứ mà nó nhỏ 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 nhưng mà nó sẽ có nhược điểm là không tách được trên nền phức tạp. Chẳng hạn như chụp ngoại cảnh, nó chụp ngoại cảnh á, thì nó không phải là một màu background như thế này mà nó có rất nhiều màu. Chẳng hạn như màu của chụp công viên đi thì có màu của cái ghế, màu cây xanh, màu cỏ, màu người, màu áo này nọ, rất là nhiều màu thì nó không nhận diện được hết cho mình. Nó chỉ áp dụng được cho trường hợp là màu tóc và màu background có độ tương phản với nhau cao. Rồi quay lại là bắt đầu xóa. Đây thì anh chỉ xóa nhẹ một lớp này để cho mấy đứa xem thôi. Khi các bạn là dùng công cụ xóa đó, xóa rìa ngoài á, thì gì tiếp theo mình sử dụng công cụ pen tool hoặc lasso, tóm tắt là chữ L, để chọn cái vùng ở ngoài đây để xóa nó. Thì mất công ngồi cầm cục cơm mà bôi hết cái background rồi nó cũng lâu lắm. Bên tôi hoặc là anh này cho lẹ. Rồi thì cái điểm tiếp theo nè, thì khi tách tóc xong á các bạn hay gặp bị trường hợp này nè, cái viền tóc nè nó có trắng 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 nè, giống như cái poster mà của thằng Phú làm nè. Đây em lấy một cái tấm hình để ra sao. Đây nó sẽ bị cái gì trắng 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 à, nhìn nó rất là bị kỳ, nó không tinh tế. Vậy cách khắc phục như thế nào, có ai biết cách khắc phục của bị gì trắng này không? Các bạn cứ mở mic, ai ai biết thì cứ mở mic lên nói thử. À Dạ không, như em lấy em lấy em tra luôn.
làm sao? Như em nếu em lấy em cha luôn, em không biết làm ấy, em làm em cha luôn ấy. Ai có ý kiến gì nữa không? Cách em làm thì cũng giúp tăng anh dùng brush Ừ. Rồi thì mình còn cách anh áp dụng trước giờ thì đó anh tạo một layer mask mới, anh clipping mask nó xuống, anh dùng brush để anh tô lên cái phần mà nó bị trắng này. Brush thì xài brush normal, đừng xài brush brush hardcore, cái nét thì nó cứng ngắc. Đây thì cái khúc này nè, mấy bạn nghe kỹ nè, thì ở cái viền ốc mà nó bị trắng như thế này nè, thì mình nguyên lý là mình phải đắp cho nó một cái màu gần nhất với cái viền trắng đó lên trên màu trắng để tẩy bỏ màu trắng, lấy cái màu ở gần nhất màu trắng để đắp lên màu trắng, thì mình đang loại bỏ màu trắng. Thì cái dùng mình cần loại bỏ màu trắng thì nó chỉ là một chút xíu này thôi, cho nên là cái con trỏ chuột của mình á, cái kích thước á nó vừa phải vừa đủ chứ đừng có bị to quá. Và đây nhẹ đây, cái dùng màu trắng là dùng này, cái dùng mình cần lấy màu là cái dùng sát với màu trắng này để đắp bỏ giữa phần này để xóa bỏ màu trắng. Thì cách thực hiện đó là mình đè Antalab để mình chọn cái màu gần nhất với cái màu viền trắng ở ngoài, chẳng hạn như đây, sau đó mình tô lên. Thì cái dùng này á có khi tấp á, một trong một cái tầm nhìn của mình thôi thì nó có hai ba màu, chẳng hạn tóc mà nhuộm đủ màu hết trơn á, thì các bạn phải chịu khó mà chọn gần nhất của cái viền trắng gần màu đó đó. Cái này như đây nè, nó đây tới đây là nó gần màu nâu rồi nè, màu nâu đậm hơn nè, phải chọn. Tới đây thì nó lại bắt đầu màu khác. Đó. Thì để ý các bạn để ý thử nè. Giữa giữa cái khúc này với khúc này, hai cái nó nhìn nhìn sơ qua thì nó đã khác xa nhau rồi đúng không? Rồi bà ấy có gì nói bà ấy. Alo. Cái cách của tao cũng đơn giản lắm, là cái dưới dưới cái brush có cái hình con dấu đúng không? Alo, thấy giờ nghe chưa? Nghe nghe nói, cứ nói cứ nói. Alo, Nói đi, nói đi. Vãi mất tiêu rồi sao? từ lát đầu đợi xíu, nghe chưa, nghe chưa? Nghe nói gì nói đi. Rồi giờ dưới dưới cái icon brush có cái dấu hắn có cái dấu cùng dấu mày bấm dưới cái con brush đó, dưới cái logo, dưới cái icon brush đó. Rồi Đó không, dưới 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 ở dưới ở dưới cái ở dưới stem hả? đúng cái lần tay mày chọn vùng chọn của bên tóc, mày click vào cái phần đã màu trắng đó thì nó sẽ nhanh hơn, thử đi. Mày Không, thấy nó bị tự nhảy tạo, không? không tạo một cái file click mask khác, tạo một cái click mask khác vô, Rồi. rồi kích bấm vô ở dưới, rồi chọn cái vùng mở của click mask của cái chọn cái vùng của cái tóc của cái hình, xong bôi lên cái click mask là được, chọn cho cái vùng to lên đi, đón dễ vùng to lên, để vùng to lên kích đi, kích ở trong phần trong nữa, bên trong nữa đó, kích Rồi. rồi bỏ lên click mask bôi vô đó, thì ý Nhưng là mà mình nó chọn, nhưng à, hiểu nhưng hiểu hiểu. mà mình chọn Cách bên này trong chứ mình cũng đừng chọn rồi tôi hiểu, nhưng mà nó sẽ có bị một cái vấn đề, chẳng hạn như là mấy đứa nhỏ nó chưa có quen tay, thì khi mà đi đây đây này, khi mà mấy đứa nhỏ chưa quen tay mà bấm nè,
Thì nó sẽ nhảy qua đây nè, nhìn nè, thấy không? Rồi. Nó sẽ bị lọn rối hết trơn khúc này lên. Phải bấm liên tục á. Bấm liên tục có nghĩa là mình lấy ở vùng này để đắp qua vùng khác. Đúng nhưng mà sao? Nhưng mà bây giờ mày hiểu là rớt còn bên tôi còn chưa vững thì cái vùng này nó bị đang rất là một cái gì đó nó khó với tụi nhỏ. Thì tao đang chỉ với nó, tụi nó là một những cái gì đó căn bản nhất có thể thôi. Ok ok. Những cái này khi nào mà nó vững ta rồi thì bắt đầu đụng vô được. Ừ, rồi. Đó. Ừ, ok. Thì bắt đầu mình quay lại cái vấn đề này là mình vẫn sử dụng Red. Nãy giờ coi như ba ái không nói gì nha, quên nó trên đi. Đó, thì nãy giờ là mình đang dùng Red chứ không có dùng gì hết trơn á. Thì Red mình bắt đầu mình tiếp tục là mình chọn cái màu gần nhất của màu trắng này để mình tô đó. Thì mấy em đang xem thì thấy là nó kiểu như là trời ơi nó lâu phải gì. Nhưng mà làm mình làm từ từ viết thì mình sẽ bị được quen thôi. Rồi đó, cái này như thế này nè, nhìn cái phần này nè, nó đã khác với cái phần này rồi. Đó, cho nên là khi tách tóc cái cách này á, có nghĩa là hiện tại anh sẽ giới thiệu qua tất cả các cách mà anh biết. Thì khi mấy đứa áp dụng được cái nào, xài được cái nào thì cứ xài. Chẳng hạn như cái cách này thấy nó lâu, nhưng mà nếu mà có sau này sẽ có một vài trường hợp sử dụng phải bắt buộc sử dụng cách này á, thì cũng đã nhớ là à mình đã có từng tiếp xúc, từng biết nó qua rồi. Đó. Rồi cho nên là cách này coi như là mình xong cái cách đầu tiên, đó là sử dụng brush và sử dụng cục tẩy để song song nhau để tách hình tóc ra. Rồi giờ quay lại cách thứ hai, đó là mình sử dụng công cụ Quick Selection Tool. Thì trước khi sử dụng công cụ Quick Selection Tool thì đảm bảo là mình phải bên tool được tất cả dùng người rồi. Thì đây chẳng hạn như bây giờ dùng dưới coi như anh tách rồi đi, bắt đầu dùng trên này. Đây, cái khó bắt đầu nằm ở đây. Thường mấy đứa tách tóc sẽ bị ngay cái điểm mà cái điểm mình bên tool với cái điểm tách tóc á, những cái giao điểm tại đây nè, nó hay dễ bị cứng hoặc là bị lỗi hoặc là bị mất cái khúc này lắm. Nó sẽ có rất nhiều cách và rất nhiều layout sử dụng layer chứ. Thì đây, thì cách đầu tiên là khi mà tụi em tách tới cái gần gần tới cái khúc giao điểm này rồi á, cứ việc trực tiếp đâm thẳng vô đó, còn những cái khúc rìa nè một hồi mình sẽ lấy tóc riêng. Cho nên là mình hiện tại là cái nhu cầu của mình là mình đang lấy cái nét thô của cái tấm hình trước, đừng quan tâm tới cái tóc. Tại vì khi giao điểm tóc này nè, một hồi lấy nó vẫn lấy đầy đủ cho mình. Đây chẳng hạn ví dụ anh lấy được cái phần tóc, nếu phải lấy được cái phần người này, ngay khúc này là khúc giao điểm giữa mắt kính và tóc, thì mình không đụng tới tóc nha, bắt đầu qua lại phần tóc nè. Phần tóc á thì mình sẽ chọn được cái vùng tóc của mình ở đây, sau đó mình nhân lên một layer mới, tắt cái layer trên đầu cũ bỏ đi. Thì sử dụng Quick Selection Tool ở đây, mình bắt đầu mình tô chọn dùng người, dùng mà cái vùng đầu mình cần tách tóc. Khi tô á thì để ý cái phần tóc nè, cái phần vùng chọn á, nó phải bao quanh được hết cái phần tóc mình đang cần lấy. Và để ý nè, thường thì nó sẽ bị khuyết ngay cái chỗ mắt kính này nè, những cái màu mà nó có độ mà tương phản yếu á, chẳng hạn như cái màu
xám xám với mắt kính với cái màu của background nó không nhận diện được. Thì đó là lý do tại sao mà hồi nãy anh, trước khi anh sử dụng bước này thì anh kêu là hãy tách lấy cái phần thô này trước, tại vì có khi công cụ này nó không có nhận diện được. Rồi hồi mình mới lấy hai cái layer này mình gáp với nhau thành một cái, có nghĩa là một layer để lấy nét và một layer để lấy tóc. Rồi khi mà mình đã chọn được vùng tóc này hết rồi thì bắt đầu mình, ở trên đây em nhìn là select and đây, thì ở đây mình nhìn bên tay trái ở phía trên nó có tổng cộng là 7 công cụ bên đây, thì mình chọn công cụ thứ hai đó. Còn tiếp tục hiện tại ở đây á, là mình sẽ dùng brush của công cụ thứ hai này mình bôi để lấy tóc. Nên nhớ là nó cũng như cái phần cục tẩy khi nãy, là mình cái kích thước của cái con chỏ chuột hiện tại á, mình chỉ lấy vừa đủ để lấy tóc, đừng lấy to quá nó sẽ bị lấy luôn những cái phần trắng phần dơ ở ngoài vô. Đây đây là sử dụng, hãy bắt đầu anh sử dụng cho mình xem nè. Khúc này hãy nhớ là hãy điều điều tay, bấm từng cái sai thì cần cho anh lấy lại. Đây tới cái khúc này là tóc con tóc non, thì cho nên là cái con chỏ chuột của mình cũng phải nhỏ dần đều tới xuống đây. Mình lấy là mình lấy cái rìa này thôi, là nó dược nằm lọt giữa phần rìa và phần thịt tóc ở trong, chứ đừng nằm ở sát vô quá hay nằm ngoài đây quá nó không có lấy, hoặc là lấy như vậy. Rồi tiếp tục qua bên đây cũng tương tự gì, mình hãy chủ động tăng giảm con chỏ chuột sao cho thuận tiện nhất với mình. Đây đây khúc này nè, toàn mà tóc ra thì ít cho nên mình giảm nhỏ xuống tí. Đây phần tóc con à, mình cái con chỏ chuột mình cũng thể giảm cái kích thước nó xuống để phù hợp hơn. Rồi khi các bạn đã làm xong hết từ phần bên đây qua phần bên đây thì chúng ta output bằng cách là nhìn sang bên tay phải, kéo cái bảng này xuống, cuối cùng có dòng output setting. Thì trong mục output tool này chọn vô đây, mình sẽ chọn phần layer mask. Ok thì đây khi mình tắt thử nè, disable layer mask nè và mở lại nè đó, đây là khi mình tắt tóc bằng công cụ Wix Selection Tool. Còn cái phần bên đây hồi nãy cứ nghe phần này nè, đặt tên nè, tóc người, mở lên lại đó. Thì khi mà mình tách xong phần tóc mình mới mở cái phần người lên lại mình đã tách trước đó rồi, hai cái ráp lại với nhau xong rồi chọn cả hai, chọn cover choose smart object đó. Thì chưa thì nó cũng sẽ tương tự với cái cách đầu tiên, là nó vẫn có cái viền nó có bị nó trắng 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 nè, thì mình vẫn tương tự là mình tạo layer mới, clipping mask xuống, dùng công cụ brush chọn cái màu gần nhất đây mình tô. Tùy thuộc chẳng hạn như ở đây nè, gần đây có màu cam cam nâu nâu thì mình sẽ chọn được nó cái màu này. Rồi xong lên tới trên đây thì màu nó khác, qua đây màu khác, chẳng hạn như trong một khung hình nhưng mà ở vị trí bên đây ở trên bên phải
thì nó đang là màu cam sáng, màu sáng. Xong di chuyển qua bên trái một tí thì nó bắt đầu màu tối, xong rồi lại sáng lại tối. Đó cho nên là mình phải luân phiên mà chọn cái vùng chọn màu gần nhất với tóc. Đây nè, đây là khi mà các bạn xem hai cái khác nhau. Giữa một bên là có clipping tô màu, dưới một bên không có. Thì bên không có nó sẽ có bị cái gì trắng. Bên đây nè, mình tô màu vô, tô khúc này vô thì nó sẽ che được cho mình cái phần trắng này. Và khi mà mình để cái background vô á thì nó không bị, nhìn nó không bị chổi. Đây. Nè, giữa một bên với một bên khác nhau hoàn toàn. Sau khi mà mình thao tác xong á, trên cái phần người á, thì các bạn hãy chọn hai hoặc là nhiều layer, các bạn có thể chứa này. Layer này là mình để brush nè, brush một, thì mình vẫn có thể tạo được thêm một cái brush hai để mình tô tiếp phần tóc này, hoặc là bên đây, hoặc là bên đây, hoặc là sử dụng một layer một để tô hết toàn bộ. Này là không bắt buộc cho nên là cứ thuận tiện nhất cái nào có thể. Thì sau khi mà tô xong được hết cái đầu và phần người để đạt này đã tách hoàn thiện, coi như là mình tách hình và xử lý xong phần tóc và phần mắt kính chẳng hạn xong, thì hãy chọn hai cái hoặc là nhiều hơn thế nữa, mà những cái này là của một tấm hình. Sau đó chọn Smart Object thì nó sẽ thành một PNG. Thì PNG này các bạn có thể bắt đầu cầm và nắm sang cái trang mình đang làm poster để thực hiện tiếp. Thì coi như là mình căn bản là xong cái phần tách người và tách tóc, xử lý phần tóc bị hư và cái phần bên tool bị trắng. Rồi tới đây có ai hiểu chưa chưa? Bấm 1, 2, 3, 2 đi. Ai không biết thì cứ hỏi nghe, hỏi nhiệt tình lên nghe, không có ngại gì hết kia. Hiện tại thì mấy đứa không hiểu cái gì thì mấy đứa cứ hỏi, thì bỏ tiền ra học mà không hỏi rồi im ru im ru, có gì sao không biết gì hết trơn là thiệt thân mình á, không Idol biết Thiên Trần. không biết, đừng nhắc ở đây nữa. Rồi thì hiện tại mình đã xong được hai cách tách hình, bắt đầu cách tiếp theo tách hình, tách tóc bằng channel. Đúng quá, phần này hấp dẫn lắm này. Phần này hấp dẫn lắm, phần này cực kỳ hấp dẫn. Đây thì cái channel hiện tại là cái phần ở dưới bên đây thì có phần layer channel nằm ở cái cụm layer bên đây, thì các bạn hãy bấm sang mục channel. Sao cái quần què này bỏ cái kênh bị mẹ đó. Đây thì thường á là một cấu tạo của một tấm hình ở một channel này sẽ có bốn layer. Một là layer RGB, xong từng khúc dưới nó sẽ chia ra ba bảng màu chính của hệ ba màu, đỏ, xanh lá và xanh dương. Thì tách hình bằng channel này mình sẽ thực hiện như thế nào? Việc đầu tiên xác định được cái tấm hình hiện tại của mình á, cái độ tương phản giữa tóc và background nó phải có độ tương phản nhất định, chẳng hạn như tấm hình này mình mới sử dụng được cái channel. Còn đi khi mà chụp ngoại cảnh hoặc là chụp nền phức tạp thì phải dùng cách thủ công. Cái channel này nguyên lý hoạt động của nó là nó sẽ phân lớp cho mình, được là phân lớp cho mình dựa trên cái độ tương phản giữa hai màu khác nhau, là trong hiện tại đây là màu trắng và các màu còn lại. Đây thì cách
Bắt đầu đó là khi bạn bấm vô một cái tấm hình đây, xong qua bên kênh channel thì bắt đầu mình sẽ bấm từng cái layer này. Chẳng hạn anh bấm vô red thì nó sẽ chỉ chọn được cho mình cái channel red, green đây, hoặc blue. Thì khi các bạn bấm từng channel này thì cái điều khác biệt đầu tiên khi bấm từng channel liên tục là cái độ tương phản nó sẽ khác nhau, từ thấp tới vừa tới cao đó. Thì ở đây mình sẽ chọn cái layer channel mà có độ tương phản cao nhất ở trong đám, đó là blue. Thì khi đã xác định được cái channel có độ tương phản cao nhất rồi thì bắt đầu mình sẽ copy nó sang một channel blue copy, nghĩa là như cần chân gì vậy đó. Thì cách thao tác sẽ là kéo blue, các bạn nhìn xuống công cụ đây nè, nó ở gần thùng rác á, nó có dấu cộng giống như tạo đời mới vậy đó. Thì mình kéo blue xuống vô trong đây, buông ra nó sẽ ra blue copy. Thì cái mục blue nãy là mình mục blue chính của mình là nó không có chọn, nó sẽ chọn copy. Rồi khi mình đã nhân đôi được cái layer có độ channel có độ tương phản cao nhất trong đám rồi thì bắt đầu cần cho anh L để mở bảng level lên. Thì trong một bảng level này hãy xác định được, hãy hãy xem ở trên đây ba cái tọa độ trên đây. Thì việc đầu tiên đó là mình sẽ tăng cái độ sáng của background lên để cho nó tương phản. À không, tăng độ đậm, xin lỗi các bạn. Đây, tăng cái độ đậm lên để cho nó tương phản nhau giữa màu trắng và màu đen. Đây, các bạn cũng thấy nè. Nhưng mà hãy để ý một điều là kéo ở mức vừa đủ, chẳng hạn như kéo nhiều quá đi, nó sẽ bị bệt luôn. Kéo đầu tiên mức vừa phải, sau đó cái điểm ở bên tay phải của mình á bắt đầu kéo tới để tăng cái độ sáng lên để nó bắt đầu tương phản cao hơn nữa, điều chỉnh qua lại giữa các điểm này, kiểu phải nương nương. Ủa Không hợp không lý. thấy bảng level hả? Cái điểm Ấy thì là tất cả những cái cửa sổ khác ngoài cửa sổ Photoshop là tụi em thắng, cửa sổ mở thêm mới là không thắng. à rồi rồi vậy để anh share màn hình lại, điệp mẹ nãy giờ không đứa nào nói. Mày ăn được một món chát á, mày bật khung chát là mày đọc. Đã tao nó mở lại nè, Không thấy khung chát à? chia sẻ rồi thấy chưa? Rồi, thấy rõ rồi. Rồi nè, bây giờ mở bảng level lại nè, thấy chưa? Rồi anh ơi. Rồi này. Sợ mẹ. Rồi bắt đầu lại nè, có một bảng level ở phía trên đây nè, sẽ có ba cái điểm mình cần thao tác ở trên đây. Thì khi mà kéo điểm đầu tiên sang bên tay phải thì nó sẽ tăng cái độ đen lên của mình lên đó. Cái điểm bên tay phải kéo về bên trái thì nó sẽ tăng cái độ sáng lên. Thì mình phải kéo và nương nương chúng nó để gần nhau, để việc là mình sẽ làm cho nó tăng cái độ tương phản tuyệt đối giữa hai màu trắng và đen với nhau. Để vì khi mà nó đã đạt được cái độ mà tương phản tuyệt đối đó, thì mình chọn một màu trắng thì nó sẽ chọn tất cả các vùng màu trắng ở background ở ngoài cho mình luôn. Đây, sau khi chẳng hạn sau khi mình đã làm xong tới cái bước này là thấy nó vừa đủ cái độ tương phản giữa trắng và đen, giữa phần tóc và phần background rồi thì mới bắt đầu bấm ok. Thì cái mục level nãy mình điều chỉnh là mình sẽ điều chỉnh trên cái layer channel blue copy chứ mình không có điều chỉnh trên blue đó. Thì sau khi mà mình đã điều chỉnh được của nó rồi
Thì nhìn ở phía dưới, bên tay phải ở phía dưới có cái hình vuông đứt khúc. Khi nhấn vào nó sẽ chọn cho mình được hai màu trắng và màu đen dựa trên cái level này. Thì hiện tại nè, là ở trong người nó vẫn bị chọn, tại vì nó xác định cho mình được cái vùng sáng và vùng tối. Thì sau khi mà nó chọn cho mình rồi á, thì mình bấm vào mục, thì bấm vô cái layer RGB thì nó sẽ hiện màu lại full cho mình, sang mục layer lại. Thì khi đây mình sẽ sử dụng lại công cụ Quick Selection Tool. Ở phía trên bên tay trái mình sẽ có là chọn cộng và chọn trừ. Thì ở đây mình sẽ chọn trừ, để khi mình bấm vô ở trong cái vùng sáng ở trong con người nè, nó sẽ không có chọn cho mình nữa, nó chỉ lấy dần gì ngoài thôi. Còn khúc này nè, khúc mắt kính nè, nó có cái độ sáng, cái màu sáng này nó sẽ gần tẹp với cái màu background, cho nên là nó không có nhận cho mình được. Khúc này mình phải thao tác thủ công thêm lần, là mình zoom lên, mình bấm một phát nó sẽ như thế này. Đây, đây mắt kính bên đây cũng tương tự nè, tại vì cái phần mắt kính này nó đã sáng mà background nó cũng màu sáng, cho nên là nó không có nhận diện được, cho nên là mình phải thủ công mình bấm. Hoặc là nếu mà mình mắt kính nó trắng luôn á, thì mình cứ bỏ qua mắt kính, mình không đụng tới nó. Một hồi mình tách riêng bên tool cái mắt kính từ cái ống hình đó lên một layer mới, rồi mình cộng gộp hai cái lại đó. Chẳng hạn như đây, khúc ta này nó có cái vùng sáng nè, mình bắt đầu mình dùng công cụ Quick Selection Tool. Chẳng hạn như đây, cái nút khuy nè nó vẫn bị nè, bôi bỏ đây, khuy này đó nè. Đây, những cái con ốc nó màu trắng nè, chẳng hạn như phần dạ sáng của ghế nó đều bị. Và cái cách mà để mà xem bao quát nhất không bị rối, đó là sau khi chọn được trường chọn rồi thì ẩn ẩn cái layer đó, ẩn này chứ không có xóa, ẩn nó thì nó vẫn cho mình được cái vùng chọn của con người. Thì bắt đầu từ đây mình mới xem là ở trong cái vùng chọn này nó còn cái vùng nào mà nó đang kiểu nó đang còn chạy nhảy ở trong đây mà mình chưa chọn, mình quên không. Chẳng hạn như hiện tại là sạch rồi nè đó, mình đâu mình mở lại. Thì khi mình đã chọn được cái vùng chọn rồi thì mình chọn vô layer mask, nó sẽ nhảy cho mình đây. Thì khi mà chọn layer mask thì nó sẽ mất cái phần người. Thì cách để lấy người lại đó là cần tròn đi ngắn đó, nó sẽ lấy cho mình lại được cái phần người. Và cái phần viền này nè nó vẫn bị trắng nha, cho nên là có hai cách để các bạn xử lý phần viền này. Một là bên tool, hai là dùng dùng brush để bôi. Nhưng mà cái cách hiện tại đang chỉ channel là để tách tóc, thì cho nên các bạn hãy bên tool hình trước khi tách tóc. Còn phần mắt kiếng này thì cũng tương tự khi nãy, là mình phải chọn được cái phần dùng mắt kiếng bằng pen tool cho nó thật kỹ. Sau đó dùng dùng phím tắt là G, là công cụ đổ bình mực đó. Thì cái độ phần trăm để đổ bỏ cái mắt kiếng này nè, thì xem là nó kính râm hay là kính cận nha. Thì từng trường hợp á, mình tách tóc bằng channel á, thì nó vẫn bị màu trắng nè, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Cái là ví dụ chẳng hạn mình tách tóc bằng cục tẩy thì mình phải ngồi mình bôi, mình tẩy hết nguyên cái đầu từ bên tay trái sang bên phải. Còn channel thì mình bấm vài thao tác thì nó chọn cho mình nguyên cái đầu luôn. Việc còn lại với mình là mình chỉ dùng brush để cho xóa cái điểm trắng bỏ đó, thì nó sẽ nhanh cho mình hơn được một phần thời gian nào đó để mình tranh thủ. Tại vì không phải lúc nào mình cũng ngồi mình rảnh mà mình chăm chút tóc, tách từng cái từng cái từng cái, hay bằng cục gươm hay bằng cái này, là phải mình có nhiều cách để mình luân phiên công việc với nhau để không bị trì trệ công việc.
Rồi cái cách này các bạn có hiểu cái gì chưa? Bấm 1212 đi. Ai không hiểu cái nào không? Hiện tại có Tân Khánh Bảo. Rồi hiện tại Tân Trích coi hiện tại là còn ai còn còn bạn nào chưa hiểu hoặc là chưa comment không thì Tân ơi. Dạ hiện tại đây không có phụ anh ạ. Ủa dạ, phụ rồi. Chạy lên lầu thì tới đường phụ rồi. Nói có học được không? Để biết, không học bệnh tích luôn nè. Đi đến. Ủa ông Phú có gì đâu tiêu rồi. Chưa biết, đây đâu chưa biết. Ôi trời nãy giờ dạ không biết nó hiểu không nữa, có nghe không nữa. Kìa mẹ không nghe không chọn chết. Tao bắt lấy tiền mà. Rồi thôi kệ đi rồi, bây giờ hiện tại thì cái cách tách hình bằng channel là các bạn hiểu qua hết rồi đúng không? Thì hiện tại là có ai có vấn đề gì về ba cách tách hình khi nãy giờ không? Nếu có, nếu mà tiện thì mở mic lên nói chuyện, còn không thì cứ mở chat box lên nhắn tin. Alo, mọi người có nghe gì không? Trời, Tăng. Tăng đi xuống. Rồi, giờ ai chưa hiểu gì cứ hỏi đi nghe, để qua phần khác. Rồi, hiện tại có ai chưa hiểu gì không? Còn muốn hỏi gì thêm thì cứ đặt quyết định hỏi, nó chuyện bình thường. Bây giờ hiện tại là chỉ hỏi ở trong cái khu vực là tách tóc và tách hình, chưa qua những cái vấn đề khác. Thì hiện tại có ai chưa hiểu gì một tách tóc và tách hình không? Chị em like... Alo? Em nói đi, anh nghe. À, chị em like cái cách mà dùng băng cục tẩy được. Rồi, ok. Cục tẩy em chưa hiểu khúc nào? Cái lúc mà để mà xóa đi chứ. Rồi, ok. Rồi, quan sát lại nè. Huy quan sát lại luôn nè. Phải Huy không? Hay Hà? Phú ấy. Không, Brand Hà là Phú hả? Là Phú ấy. Phú hả? Mấy này đặt tên. Rồi, đây. Cái công cụ cục gươm của mình á. Thì đây. Khi mà công cụ gươm, cái phím tắt là chữ E. Nhưng mà khi mà em sổ ra, nó sẽ có rất là ba cục gươm trong đây. Chẳng hạn như là cục gươm xóa bình thường, cục tẩy xóa bình thường, cục tẩy xóa để tách tóc anh đang nói, là cục tẩy bấm một cái mất hết toàn bộ màu trắng đó, magic nè. Thì đây là mình đang chọn cái thứ hai là background eraser tool. Thì khi là nó có cái hình icon là có cây kéo, nhớ kỹ là có cây kéo, thì ở phía trên bên tay trái nó đang có ba cái công cụ trên đây, ba cái công cụ trích màu. Thì mình đừng để ý tụi nó là cái gì, mình chỉ ở cái chính giữa là có cái hình vòng tròn như cái mấy súng nhắm gì đó. Thì mình chọn nó để khi là nó để nó xác định được cái một cái màu mà mình sẽ cần xóa. Và cái phần lý mịt trên đây, chọn cái phần đầu tiên là this nó không sử dụng. Còn cái độ phần trăm bên đây là khi hồi nãy nói là nó tương tự với
cái lực tay của mình khi mà mình bôi cục tẩy lên trên giấy. Rồi thì sau khi mình đã set được ba cái khúc này rồi, thì khi set lần đầu tiên là lần 2, lần 3, lần 4 thì nó sẽ tự động giữ nguyên cho mình chỉ cần set cái đầu tiên thôi. Thì đây, sau khi mà mình set xong rồi á, mình bắt đầu đè Antalat. Thì khi vừa đè Antalat nó sẽ nhảy ra cái icon như cái đồ mà hồi xưa học hóa học mà đi rút mẫu, rút nước gì đấy, thì nó sẽ tích vào cho mình. Thì đè chuột bên tay trái, khi di chuyển thì nó sẽ chọn cho mình dùng màu, thì mình đang muốn xóa màu trắng bỏ để lấy tóc đây, thì mình chỉ cần đè Antalat và click chuột vào, click chuột trái vô phần màu trắng, thì nó sẽ nhận diện được à mình đang chọn màu trắng để xóa. Rồi sau khi mình đã chọn được màu trắng rồi á, thì mình xem trên cái độ phần trăm trên đây, chẳng hạn như hiện tại anh để là 10% lực, cái là phần trăm này anh nói nôm na là lực nha, là lực tay, lực chỉ 10 thôi. Thì khi xóa các em nhìn kỹ nè, nó còn trắng dữ lắm, trắng đây, cái này xóa một điểm thôi. Rồi cái hãng như trên phần trăm này anh chọn sang 30, lực 30%, đây nhìn thấy sự khác nhau giữa 30 và 10. Thí dụ anh lên lực khoảng tầm 70 nha ha, 70% đi, thì khi anh xóa nó quất một cái là mất luôn những cái màu sáng của cái màu gần với màu background mình đã chọn. Thấy không? Giữa nè 70, 10 với 30. Thì bởi vì như anh nói đó, là mấy em phải thao tác cho nhiều vô thì sẽ tự cảm nhận được là mình sẽ cần bao nhiêu phần trăm ở cái phần trăm đó để lấy được cái vùng tóc đẹp nhất có thể. Chẳng hạn thường là anh lấy tầm 25 30 hơn một xíu à, là vừa đủ. Đó, thì khi mình đề Antalat mình chọn click vô màu trắng thì nó sẽ đồng hiểu là mình đang chọn màu trắng. Thao tác cái gì thì tùy mình, thì nhưng mà mình đang thao tác là thao tác xóa thì nó sẽ xóa cho mình. Chẳng hạn như hiện tại thấy 30% mà nó vẫn có cái gì trắng, thì ví dụ để nâng thử lên 36% xóa thì nó sẽ ít cái gì trắng hơn nè. Đó, nếu mà lên tầm 40, 39 đi, nó lại càng ít hơn nữa. Thì cái gì trắng càng ít thì bộ hồi mình brush nó càng nhẹ đầu cho mình. Nhưng mà chẳng hạn như mình lên tới 60 mấy phần trăm ha, là khi mình chọn màu trắng nó ăn vô cái phần màu sáng tương tự với màu background của mình là hư. Cho nên cái phần trăm này đừng bao giờ vượt quá 40. Thì sau khi mà mình đề Antalat mình xóa cái vùng này, xóa cái màu trắng background bỏ đây, thì khi mà ví dụ chẳng hạn đi, giờ anh xóa nguyên cái đầu cho xem nè, à quên dặn, ở những cái điểm gần phần bát lỗ tai nè, tóc nó ra rất ít nhưng cái màu da sáng nó đang rất gần với background. Chẳng hạn như mình vẫn để cái kích thước của khi lấy tóc phần trên bên lớn nè, mình đem kích thước này áp dụng A xuống đây ha, nó dính sang phần người da người luôn nè, cho nên là mình phải nhỏ kích thước xuống đủ để mình lấy. Đó. Đây. Chẳng hạn ví dụ đi, anh làm nhanh. Sau khi mà mình đã xác định là mình lấy xong phần tóc rồi, mình có hai cách để lấy vùng tròn, một là dùng lasso là chữ L, hoặc hai là dùng men tool, cách nào cũng được để mình bỏ cái vùng tròn này, bỏ mình biết bỏ đấy. Thì chẳng hạn như đây là cái kinh nghiệm của anh để
anh chỉ cho cái này, chẳng hạn như bây giờ ví dụ đi, khi mình đã xóa xóa trực tiếp, xử lý trực tiếp trên cái layer người là layer không này, mà ví dụ đi mình cảm nhận là à lỡ mình lỡ xóa nó bị lẹm vô chẳng hạn đi, bây giờ đi đây chẳng hạn như lẹm vô mà không để ý đi, xong cái mình á rồi mình lỡ mình bị lẹm vô cái này bị hư trong đây rồi, mà bây giờ chỉ có đúng một layer hồi nãy layer gốc mình sử dụng luôn, còn cách xử lý như thế nào, tại nó đâu phải là layer mắc đâu mà mình khôi phục được lại, mà mình đang xử lý trực tiếp trên cái layer chính của mình luôn, thì đây là cái kinh nghiệm. Đó là trước khi làm bất cứ một cái công việc gì thì việc đầu tiên hãy cần cho dây một tấm hình của cái mình đang cần xử lý, và ẩn bỏ, có thể kéo xuống đây tùy mình để làm gì. Trường hợp này mình sẽ backup, ở đây ví dụ như là khi mà mình xử lý trên đây một cách hoàn thiện từ đầu tới cuối 100% không bất cứ lỗi gì hết á, ok coi như backup này mình để đó cho vui không sử dụng tới nó. Nhưng mà nếu trường hợp khi nãy mà lỡ mình tách mà nó bị lẹm như trong đây cái gì mà không có file backup này ha, thì khi mà muốn xử lý lại á, là phải quăng tấm hình ngược vô lại rồi xử lý tùm lum ở trên, nó rất là lu bu, cho nên là thà dư đỡ hơn thiếu, đó là kinh nghiệm của anh. Nhưng mà anh mong là khi mà sau này quen tay á, trước khi mở một file hình của nghệ sĩ lên để tách thì hãy backup tấm hình nó đầu tiên, backup đi rồi muốn làm gì làm, thời gian đầu sẽ rất cần tới nó, nhưng mà sau này làm quen tay rồi thì anh mong là cái phần backup này nó sẽ bị ế và mình không sử dụng tới nó, tại vì khi mà mình tách hoàn thiện đẹp hết rồi thì mình đừng mong sử dụng tới nó chỉ là một phương án dự phòng của mình thôi. Khi mình đụng tới nó rồi á thì các em phải biết là mình phải sai cái gì đó rồi thì mình mới sử dụng cái phần backup, thì anh mong là sau này mấy đứa hạn chế tối đa việc sử dụng, việc mà mình sẽ đụng chạm backup của nó, tại vì khi mà sử dụng file backup đó là mình đã phát hiện được là à, mình đã bị lỗi rồi, cho nên là hãy tập thói quen và phải làm cho thật là kỹ, để ý kỹ. Khách hàng có thể nhìn vô, nếu mà những người mà không có tinh mắt hay là những người mà chỉ là chú trọng vô cái phần lợi nhuận của quán, họ ít không là follow mấy cái tiểu tiết của mình lắm. Nhưng mà chẳng hạn như là của Hoàng Anh Viên đi, của bà ấy đang làm, hay là mấy chủ khác mà họ tinh tế, họ có máu nghệ thuật trong người, mà họ nhìn vô một cái poster chẳng hạn, họ vô tình họ lướt trên mạng mà họ thấy poster mình rất làm rất là kỹ, không có điểm chết, tách tóc kỹ, làm rất là sạch, họ sẽ ấn tượng về mình, và có khi họ sau này mở quán họ mong muốn mình về làm cho họ, thì cái phần đó đó là cái phần thuộc về phần may mắn, cho nên là hãy làm kỹ nhất có thể của mình, tại vì mấy em không có biết được là cơ hội sẽ đến là lúc nào. Chẳng hạn như trong lúc anh và các em đang ngồi nói chuyện với nhau thì ở ngoài kia vô tình đang có một ông chủ hay là một khách hàng nào đó cũng đang lướt Facebook, thấy sản phẩm của mấy em làm họ thích, thì vô tình đó là mình không biết được cái sự may mắn đó. Nhưng mà hãy tập cho mình một thói quen là làm thật là kỹ, nó cũng sẽ tạo cho mình được thói quen kỹ nè, làm cái gì cũng kỹ hết, sản phẩm mình làm ra kỹ, tại vì mình làm nghệ thuật chứ không phải là mình làm kiểu cho có. Hãy nâng niu cái tác phẩm mình làm ra, biết đâu một người nào đó thích thì em sẽ vô tình là có được những cái cơ hội phát triển rất là cao mà những người khác không có. Thì Phú có hỏi gì về thêm cái phần tách tóc này không? Alo. Lô ngủ máy chắc ngủ tiếp rồi, cái mẹ đi giải tiếp đi. Cái tụi này tôi đang
Sao ta? Mày mày dán tiếp cái phần tiếp theo đi. Mày bỏ qua cái phần đó đi. Để xíu ta xử lý nó sao. Anh có ý kiến gì không em? Dạ không anh ơi. Mọi người trong hôm, mọi người có ý kiến thì cứ hỏi ngay, cứ hỏi thoải mái đi, vì không có mất mát được. Còn ai mà cảm giác không muốn học nữa thì anh cứ đến đặt tiền để quan tâm. Thằng nào thích tự mời, nếu nói thì phải. Thôi ấy, rồi có đứa nào còn hiểu gì nữa không? Không muốn hỏi gì nữa không? À, Phú hiểu chưa Phú? Hiểu rồi. Ừ, rồi, ok. Rồi, coi như phần cắt tóc và phần bên tool xử lý coi như mình đã xong. Mình tiếp tục tới một phần nữa gọi là phần cân, cân màu. Thì đây là hai tấm hình của hai người khác nhau chụp tại hai studio khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như là một tấm hình của một người trên một poster thì mình rất là dễ, nhưng mà nếu hai người đứng cạnh nhau hoặc là 3, 4, 5, 6, 7 người thì việc mà để cho họ đồng đều gam màu, đồng đều nét này nó gần nhất với nhau thì cái này là nó hơi khó. Đây. Cái này là anh có làm, anh lôi từ cái poster cũ của anh ra, anh đã cân một cách nhanh nhất để phục vụ cái buổi này. Thì giữa hai cái mà anh đã cân xong thì nó sẽ có độ tương phản, nó đều nhau. Cái vùng sáng vùng tối nó cũng đều nhau hơn. Tại vì khi mà chụp hai studio, hai con người, hai cách xét đèn khác nhau thì chỉnh về cùng nhau nó rất là khó. Thì cho nên để làm được cái chuyện này thì anh để xóa clear nó bỏ đây. Clear. Đây. Để xóa, để mà làm được cái chuyện này, việc đầu tiên đó chính là mình phải xem là cái nào mình sẽ hướng tới, giữa hai người mình sẽ lấy người nào để nương theo người nào. Chẳng hạn như trong trường hợp này, ông bên tay phải đang bị màu vàng rất là nhiều, ông bên tay trái thì đang bị ám hồng, thì mình sẽ dựa theo cái mùi của poster, cái concept và cái cách thực hiện poster của mình, cái concept á, để mình cân cân bằng hai người này cho phù hợp. Chẳng hạn bây giờ anh không nói tới cái background ở sao, nhưng mà anh đang nói là tìm một phương án để cho hai người này nó đều màu với nhau. Thì việc đầu tiên là anh sẽ lấy ông bên tay phải, ông đeo mắt kính, để cho hao hao với ông bên tay trái. Thì đầu tiên là anh mở camera raw bằng cách là Ctrl Shift A. Đây. Đây là những cái bước mà anh hay sử dụng nhất, thì anh giới thiệu sơ qua rồi. Còn những thứ khác thì có khi anh không biết. Thì thường á, trong một tấm hình á, anh hay đầu tiên, việc đầu tiên của anh đó là anh sẽ qua một color mixer. Thì ở trong đây nó sẽ có từng thanh màu để mình điều chỉnh nó, chẳng hạn saturation hoặc là luminate. Thì thường anh sẽ dùng hai cái này thôi. Khi saturation mà chẳng hạn như cái gam màu đỏ, màu da mình đang bị đỏ quá thì nó nằm ở phần orange. Thì đầu tiên là mình phải giảm cái màu vàng đó. Đây. Giảm ở đây mức vừa phải, chứ không phải là kéo một phát nó trắng tư luôn. Giảm nhẹ. Còn phần luminate này nó sẽ lấy cái phần màu vàng để làm cho nó tối hoặc là nó sáng lên. Nghĩa là phần saturation là giảm cái sắc tố nó xuống, còn phần luminate là làm cho sáng hoặc là tối của cái sắc tố nào đó. Chẳng hạn như bây giờ anh chọn sang cái phần cam, chứ bây giờ nó gồm cái phần màu cam hiện tại là phần màu da. Thường thường màu da người á, sẽ hay kéo ở cái phần màu cam đó, tại vì không ai mà
hiếm có trường hợp chẳng hạn như người ta chụp đèn studio mà có đánh đèn neon bên tím bên xanh hai ba màu mà trộn trộn nhau thì cái đó tính sao. Còn hiện tại mà nó là trong ánh sáng trắng ánh sáng bình thường cái độ saturation này á mình phải kéo giảm nhẹ thôi, đừng kéo nhiều quá nó sẽ bị mất luôn cái màu da người. Và phần lumine này mình điều chỉnh để cho sáng hoặc tối của cái vùng màu đó. Rồi xong sau khi anh kéo được cái màu da anh gần mong muốn rồi thì anh chuyển sang tab basic. Ở phần trên đây thường anh sử dụng highlight. Highlight ở đây anh sẽ nghĩa là nó sẽ tăng độ sáng của cái vùng sáng lên. Chẳng hạn như anh tăng cái độ sáng của vùng sáng nè thì mấy em để ý kỹ nè, nó chỉ tăng độ sáng của những cái vùng sáng mà dùng tối như cần cổ hay mắt kính, nó không có hoặc là ít tác động tới. Chẳng hạn đi đây đó thì thường thường á anh sẽ tăng highlight lên và anh giảm shadow xuống. Cái mục giảm shadow này để cho cái phần màu tối của mình đó nó sẽ được tối hơn, được độ tương phản cao hơn so với phần highlight mà mình đã kéo sáng. Phần white với phần black thì cũng tương tự như vậy. White thì nó cũng sẽ kéo sáng cái phần màu trắng, black thì cũng tương tự. Còn ở dưới đây cái độ clarity thì nó sẽ làm cho cái hình của mình nó được nét hơn, kiểu như anh gọi nôm na là ép nét đây. Thì khi khi ra lại vậy Chắc cái tên em của em đôi con về tình thôi đó. ok rồi 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 qua tiếp tục nè. Thì khi mình kéo cái độ clarity lên thì nó sẽ làm nổi được những cái đường nét quần áo và nét mặt lên. Thì dưới mình sẽ có một đẹp một nhược điểm đó là khi mình kéo nhiều quá thì nó sẽ bị hột nè. Thường á kéo cái này á mình kéo nặng á là sử dụng trong mấy cái bộ hip hop kiểu dark style này nọ sẽ sử dụng cho cái trường hợp đó. Còn khi mình kéo này mình kéo một phần quét vừa phải để đủ cho nó hiện rõ cái đường vân mặt, đường quần áo này nọ thôi. Còn cái độ texture này nè khi mình giảm xuống á cái mặt nó sẽ mịn hơn tại vì nó bị mất hoặc là giảm cái độ texture của cái hình ảnh. Chẳng hạn như mình tăng lên đó nhìn nó rất là bị thô cứng. Thường á, thì anh sẽ tăng cái độ reality và giảm độ texture nhẹ xuống xíu để cho nó nương nương với nhau về cái độ mà bị hộp. Đây. Khi mà mình muốn xem lại cái hình đầu tiên mà mình chưa xử lý và cái hình mình đang xử lý nó khác nhau chỗ nào rồi á thì mình bấm chữ B phở. Đây. Chưa xử lý, đã xử lý. Thì khi chưa xử lý toàn bộ thông số bên tay phải này nó sẽ quay về điểm không hết. Và khi bấm chữ B phở lần hai nó sẽ nhảy sang lại cái lúc mình đã setup. Đây. Thì ở cái mục detail này nè nó sẽ có các mục như là noise reduction. Thì cái độ noise này nè khi để vô nó cũng có sẽ có hướng dẫn cho mình là nó sẽ khử noise cho mình, nhưng mà sẽ bị có một điểm là khi khử noise nhiều quá cái hình mình nó sẽ bị bệt. Đây ví dụ đó anh kéo noise lên cao nè nó sẽ mất noise nhưng mà nó hình sẽ bị bệt nhìn rất là kỳ, mất luôn vân vân da này nọ mất hết. Thì cái này cũng tương tự là mình phải kéo một cách vừa đủ hoặc là không sử dụng nó tới nó tùy mình, nếu mình có công cụ thứ ba là để retouch thích da mặt. Còn nếu không thì cứ kéo nhẹ nhẹ lên một tí để cho nó đừng có bị sần quá như bản gốc nè, kéo nhẹ nè. Rồi thì ví dụ đi khi mà anh sử dụng các thao tác nhẹ như này á thì anh đã được
như thế này. Thì những cái anh sử dụng đó chính là phần highlight. Highlight ở một basic nha, để tăng cái độ sáng của vùng sáng hoặc là giảm độ sáng của vùng sáng nó lại. Còn cái contrast này á thì nó là contrast tổng. Còn cái đầu tiên thì nó là ánh sáng sáng hoặc là tối. Nó như phần brightness vậy đó. Thì thường anh sẽ không sử dụng hay là anh sử dụng riêng nữa để anh tinh chỉnh riêng. Chứ còn anh ít khi sử dụng mà sáng toàn bộ hoặc là tối toàn bộ chỉnh bằng cách này lắm. Còn phần shadow này á, shadow này là để kéo cái vùng tối này tối hơn hoặc là sáng hơn tùy mình. Để thường khi kéo highlight anh sẽ giảm shadow để cho hai màu đó đã trắng rồi thì phải có đen để cho hai màu đó nó tương phản với nhau. Black and white cũng tương tự vậy. Anh đã tăng white thì anh sẽ giảm black. Đó là cách của anh làm. Có thể là mấy đứa biết cái này nhưng mà sẽ áp dụng một cách khác. Thì cái đó là kinh nghiệm của mấy đứa. Đó. Còn cái độ variety này thì thường anh sẽ sử dụng ít hoặc nhiều tùy theo cái nhu cầu của mình. Chẳng hạn như là làm một poster bình thường, background là kiểu nó hơi hip hop một tí thì sử dụng kéo ít. Còn hip hop mà hip hop dữ lắm rồi, hay là nó sử dụng vào nhu cầu sử dụng cái độ fnet này cao thì mình hay kéo lên cao hoặc là giảm nhẹ tùy mình. Nhưng mà mấy cái này hãy nâng niu, mấy cái này đừng có kiểu một thẳng tay kéo một phát hay là kéo như này. Chỉ lệch ít phần trăm, lệch một hai con số thôi nhưng mà giá trị hình ảnh nó sẽ khác nhau hoàn toàn đó. Thì sang cái mục color mixer này sẽ có hai cái là saturation và luminance. Thì mấy em phải xem được là trên toàn bộ tổng thể tấm hình của mình đó, nó có cái phần nào mình mong muốn mình giảm nó hoặc là mong muốn sẽ tăng nó lên. Cái độ saturation thì là cái yếu tố tác động đến độ đậm hoặc là nhạt của cái màu đó. Còn luminance là để tăng cho cái giá trị nó sáng lên hay là tối xuống. Chẳng hạn như bây giờ đó, tấm hình này không có nhiều màu, nó chỉ có màu da người, màu tóc hơi vàng vàng tí, màu áo jean, màu đỏ trong mắt kính. Thì chẳng hạn bây giờ anh muốn tăng màu đỏ lên nữa thì trong một solution này, cái phần red, cái phần màu đỏ thì mình sẽ tăng lên để cho nó cái phần màu đỏ nó được đậm đà hơn. Đây là chuẩn bị xem là khi trạng thái ban đầu nó sẽ đậm đà hơn. Nhưng mà nhớ ở cái mục saturation và luminance này đừng có kéo thẳng tay như này, hoặc là đừng có kéo lên như này, một tí xíu thôi vừa đủ, kiểu như mấy em nêm đồ ăn hay gì ấy, vừa đủ thôi, đừng có kéo mạnh tay thẳng tay quá nó ra mặt trắng tươi thì kỳ lắm. Chẳng hạn như giờ cái mắt kiến anh muốn cho nó màu đỏ màu sáng hơn thì kéo màu đỏ là sáng, thì nó sẽ ảnh hưởng chung với toàn bộ cái gam màu đỏ gần gần với đỏ là khoảng là màu cam đó, sẽ nó ảnh hưởng chung à. Đây nếu em được anh xét lời cái gì không rồi thì khi mà anh nè trong cái phần smart filter này nè, nó sẽ có camera raw ở đây thì muốn mở thì mình khúc này giống cái làm màu là cái khó nhất, là kiểu cái cân màu nhiều khi làm nhiều vừa cân mệt lắm. Thì đương nhiên cái này với cái kiểu có kinh nghiệm tích lũy là chứ không phải ngày một ngày hai. Rồi đây tiếp tục nè, khi mà mình được một người rồi thì mình làm tiếp sang phần người hai. Mình sang tiếp phần người hai.
phần 10 màu hồng. Mở tiếp tục camera raw lên là cần cho anh shift A. Ở cái mục camera raw này á, khoan để anh tí. Ở mục camera raw này thì mình có thể tăng giảm hoặc là chỉnh kích thước của cái khung camera raw này để mình follow được với cái tấm hình mà mình đang hướng tới cho nó cận với nhau. Chẳng hạn như anh đặt hai cái khung này nó cận nhau. Đó. Mặt người mình chuẩn bị xử lý và một bên mình sẽ hướng tới để cho hai bên nó bằng nhau. Thì đây, trong cái trường hợp hiện tại của hình bên tay trái là nó đang bị sắc tố màu hồng trên gương mặt chiếm nhiều quá. Bên một bên phải là nó sẽ bên phải mình đã chỉnh rồi á thì nó không có màu hồng mà nó có màu cam cam của da người. Thì trong mục Color Mixer này, cái phần Saturation này mình phải chọn được cái thanh mà màu hồng mình đang hướng tới. Đây. Mình tăng hoặc giảm, có khi là mình hiểu cái bubble nhưng mà nó lại nằm ở khung khác. Nên lúc này là mình phải chỉnh riết cho quen tay. Thì trong cái phần màu nó đang bị ám màu hồng thì mình muốn chỉnh sang màu vàng này nè, thì đầu tiên là mình giảm sắc tố của da mặt xuống và tăng sáng lên, thì cái phần màu của cái áo này nó sẽ vẫn bị tác động lần tại vì nó cùng dãy gam màu với bên đó. Phần orange này. Lên mấy chị đây. Thì khi mà mình tẩy nhẹ được cái phần màu mà mình nó bị ám rồi nè, đó chẳng hạn khi mình đặt cạnh nhau khúc này thì đặt cạnh nhau nó vẫn còn bị ám màu hồng, bên đây nó còn màu cam, hai màu khác nhau hoàn toàn. Thì mình mới bắt đầu mình sử dụng công cụ Color Palette clipping nó xuống. Thì cái phần màu cam là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu vàng, thì cho nên là mình tăng nhẹ tí màu cam, màu tím sang phần màu đỏ hơn và sang tí màu vàng đó, nó pha trộn cho mình ám một cái lớp màu lên cái ơn người để nó được sang màu màu cam. Để giới hạn danh tắt danh mở đó, chỉ cần nhích nhẹ ít thông số nó đã sang như vậy rồi. Và hai cái phần mà cái độ nét của hai nhân vật này nó cũng đã gần gần giống nhau chứ không phải là xa như hồi xưa. Chẳng hạn giờ anh tắt bỏ hết filter nè, nhìn nè khác nhau nè, giờ mở lại lại đó. Chẳng hạn ở đây thấy màu hồng nhiều thì mình có thể color balance tăng một tí hồng lên, thấy bên đây có hơi ánh vàng đẩy tí vàng lên thì mình đó. Thì căn bản mình đã xem được hai màu này với nhau một cách gần nhau nhất có thể rồi. Các bạn có hiểu khúc này chưa? Tôi xin cánh tay nè. À, em hiểu rồi nhưng mà phải có một thời gian để mà training. Sao Tân? Em hiểu rồi nhưng mà sợ em làm không được ấy, em sợ anh cắn 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 không chuẩn ấy. Thì canh không chuẩn cho nên em phải cần có thời gian để em tập á. Dạ, khi này em là có thời gian đấy. Ừ, có thời gian để tập chứ không phải là
nghe anh nói xong rồi lấy làm liền được. Thì như anh nói rồi đó, là phải tập từ từ nó mới quen tay, cho nên là bây giờ xong cái buổi này rồi á thì mấy đứa cứ tập tập từ từ, cái nào không hiểu thì cứ nhắn tin hỏi rằng anh giải đáp cho hết, không không biết cái nào cứ hỏi, còn im thì thôi rồi bị ngu luôn đó, nghe chưa? Anh ấy là muốn hỏi ở cái phần mà kịch tính mẫu người hàng có nhiều cái mảng sáng khác nhau á, giống như bên studio hàng đánh đen vào là cái lúc mà em kéo cái thân màu của cái mảng nó xuống xong rồi em xử lý màu đang để hàng đông hàng dễ đông đều hơn với cái mẫu người còn lại á. Rồi chẳng hạn như là nó có tấm hình có nhiều màu đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ đúng Chẳng hạn như rồi. hình này đúng không? Dạ đúng rồi. Cái hình này thì buổi buổi sau đi. Nếu mà buổi buổi sau anh sẽ trích ra thêm một thời gian để anh chỉ mấy em sau phần này, tại vì phần này nó khá là rối. Nếu mà chỉ hiện tại thì kiến thức tụi em nạp vô trong lúc này nó rất là nhiều, cho nên là sẽ không nắm được cái gì hết. Thì buổi sau anh sẽ tiếp tục của cái workshop này, là nó cũng là một phần của buổi hôm nay, cho nên là mấy em không cần phải lo về chi phí, cái đó là anh sẽ hỗ trợ, nghe không? Rồi, ok. Rồi cái phần này là chị nó rất phức tạp, cho nên là bây giờ nhồi để em thêm nữa mấy em đơ luôn. Rồi tiếp theo là cái phần cân màu này, hãy hỏi kỹ là có đang không hiểu khúc nào không, hỏi đi. Dạ, yeah, không. Không bao lần, không bao lần, phải không? Rồi, ok. Cái color 3 lần này có nghĩa là nó sẽ ám một cái lớp màu mà mình chỉnh thủ công lên cái layer mình đã chọn, không nhất thiết là người hoặc là cây cối này nọ, nói chung là tất cả mọi thứ nó sẽ thực hiện là mình pha màu để mình ám cái lớp màu đó lên cái layer mình đã chọn. Thì việc mình đang thấy là khi anh đã ép nét được camera raw được hai người này, cái nét hình ảnh cái độ mà quality của hai người nó gần bằng nhau rồi, nhưng sẽ đang có một cái điểm là hình bên tay trái đang bị hồng hơn bên tay phải, bên tay phải là màu cam, thì mình phải chung quy được là poster sử dụng hiện tại của mình đang tông màu gì, hay như toàn bộ mình đang hướng tới như ông bên phải, mình phải điều chỉnh ông bên trái. Điều chỉnh nó là thế nào, mình vô cái mục effect như đây, đây mình sử dụng color balance. Trong color balance này mình phải clipping mắt vô cái layer người mình đang muốn hướng tới. Bây giờ mình đang thiếu màu cam, thì màu cam là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu vàng, cho nên là mình phải pha được một cái màu cam đó ở mức độ vừa phải để biến cái màu hồng này được phủ một lớp màu cam lên, nhìn cho nó giống ông bên tay phải. Cách thực hiện là trên đây, bên tay phải bên đây, thì mình sẽ bắt đầu kéo thiên về cái phần màu đỏ, kéo lúc này để mình coi cái sắc tố đỏ đã phù hợp chưa. Nên kéo nhẹ nhẹ chứ em kéo mạnh quá nó bị đỏ như này, hoặc là em kéo giảm quá thành màu xanh. Chẳng hạn giờ anh xét là gì không, anh kéo một ít nhẹ nhẹ, chẳng hạn như em cảm nhận được cái màu đỏ này vừa đủ rồi, mình sẽ pha thêm một tí màu vàng nữa để thành màu cam, thì anh bắt đầu anh kéo phần sang phần màu vàng. Thì khi nó trộn giữa màu đỏ và màu vàng nó sẽ thành màu cam, thì nó đã ướp ám một cái lớp màu cam lên tấm hình đó. Thì khi hiện tại nè, khi anh ẩn cái color balance này nó đang màu hồng, khi anh mở lên nó được ám sang một lớp màu cam. Thì tùy vào cái màu cam ở bên tay phải người bên đây,
mấy em phải tăng hay giảm tùy theo cái hình góc của hình này. Chẳng hạn giờ anh muốn tăng thêm một tí màu đỏ nữa, đó, xong thấy nó hơi đỏ, bên đây nó có màu vàng thì anh tăng một tí màu vàng lên, mình có độ vừa phải. Còn ở đây mình có thể giảm 3 CT tổng của cái layer này nằm ở khúc này, hơi giảm hoặc là tăng. Chẳng hạn khi mình kéo khúc này rồi mà mình lố tay, mà khi mà mình bị lố tay rồi á thì có thể giảm trên đây hoặc là trên đây. Trên đây thì opacity tổng của layer này nó sẽ giảm tổng của cái color balance đó, không thiên gì một bất cứ giá trị màu nào khác. Thì mình giảm opacity tổng của trên đây thì nó sẽ giảm toàn bộ. Thì mấy em phải hiểu được là thường màu da của người châu Á thì nó sẽ nằm ở tông nâu cam, thì cho nên là mình cái việc mình hướng tới cái màu cam này thì mấy em cứ nhớ trong đầu mặc định là màu đỏ pha với màu vàng, tại vì người châu Á thì có gì thôi, còn sang người nước ngoài thì nó lại khác. Người ngoài chẳng hạn người 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 da đen hoặc là người da trắng thì nó là những giá trị khác. Cho nên là mình đang làm ở vùng châu Á, mình làm tới Việt Nam thì mình cứ coi giá trị, trong đầu mình luôn luôn nghĩ số là màu đỏ sẽ pha với màu vàng, còn tỷ lệ bao nhiêu thì tùy thuộc vào những người còn lại. Mấy đứa hiểu phút này chưa? Rồi ok, đã hiểu hết rồi. Tới cái phần khó nhất, cái phần quan trọng nhất của buổi hôm nay, đó là phần đánh sáng. Đây, trong hình này thì anh đã tách sẵn ra tấm hình này rồi, thì khi anh nói rồi đó, thí dụ khi tách hình mà mấy đứa cứ chú tâm vô tách ở phần rìa ngoài này thì chỉ cái phần nhỏ ở đây, như chẳng hạn như đây, nó là giữa cái thằng áo và cái người hai bên, mình sẽ bị quên. Thì cho nên là cái phần nào dễ thì cứ làm trước, đó là xử lý cái phần này. Cái phần này thì bây giờ tách hình này á, thì nguyên khúc dưới này anh vẫn sử dụng bên tool, còn cái phần người ở đây anh sử dụng cục cục đẩy nè, thì nó có độ tương phản. Chẳng hạn như nó có giao nhau giữa cái màu trắng với màu hồng này thì khi cục tẩy đây, khi cục tẩy của mình chọn màu trắng, nó tới giá trị này thôi. Đây, khi mình chọn màu trắng thì nó chỉ chọn được màu trắng, nó không có qua được tới màu hồng bên đây. Lúc này thì mình phải đè Alt+Tab chọn cái giá trị khác, cái màu khác, nó sẽ bắt đầu tiếp cho mình. Trên cái background này nó sẽ kẽ giữa màu trắng và màu hồng, cho nên mình phải chịu khó tiện thao tác hai lần để ra được cái đầu này. Đây là anh tách 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 xương xương để chỉ sang cái phần đánh sáng. Rồi, để rồi cái phần này, phút này em xóa hết rồi. Phần này khó và quan trọng, cho nên là tập trung cho kỹ. Việc đầu tiên là phải vì để chỉnh cái tấm hình nó lại cho nó có độ tương phản này, là bằng cách mở camera raw lên. Thì hiện tại anh nguyên tay cho nên là anh sẽ làm một lượt.
vừa làm vừa nói, chẳng hạn như saturation hiện tại là nó đang bị màu da bị sậm quá. Ôi, mà quý ơi, hold up xíu. À, tao đi ăn biết nha. À, mọi người cứ lại học nghe, nó bụng quá, chưa chưa. À, không vậy. Cứ lời phía dưới cứ thoải mái hẹn, xíu tao quay lại đó. Không mày cút đi. Ok, bye bye. Thì cút đây, cút đi. Ừ. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp nha. Thì cái phần saturation này, cái màu da đang bị sậm, thì mình sẽ giảm cái phần saturation này xuống, phần lumine này mình tăng sáng, tăng giá trị cái màu cam lên. Đây, đó. Bằng cách ống chỉ bê phở nha, mình sẽ coi được before after của mình. Sống một basic này á, mình đang coi cái phần mà highlight của mình á, highlight hiện tại của tấm hình á, nó đã đủ sáng chưa? Nếu mà chưa thì chỉnh, còn nếu mà nó đã sáng rồi chỉnh nữa nó bị cháy. Ngay khúc này tăng nhẹ một tí thôi. Cái phần shadow này khi mà giảm xuống đó, là cái phần tối của mình nó cũng sẽ đậm đà hơn. Phần white cũng vậy, phần black cũng vậy. Đây. Khi phần black anh giảm mà thì cái phần áo nó sẽ được đậm đà màu đen hơn. Chẳng hạn như khi tới đây mình đã kéo rồi mà cái màu da mình vẫn thấy là nó còn đang bị đỏ quá, thì mình bắt đầu mình quay lại cái mục color mixer này, mình tinh chỉnh một lần nữa. Đó, gọi là tinh chỉnh xong. Khi mình thấy nó chưa được nét lắm, khi mình lên một basic, vô phần clarity, kéo nét lên một tí. Đó là cái tấm hình mình đã được nét. Rồi texture này tùy theo mình mục đích nhu cầu sử dụng là gì, chẳng hạn như anh muốn giảm nhẹ một tí để cho được cái hộp quá, nên kéo thêm một tí nữa. Có cái vô mục detail, detail là chi tiết, chẳng hạn như bây giờ phải coi là nó có noi không. Chẳng hạn nếu có noi thì cứ kéo phần noi này cho nó giảm noi xuống, còn không thì thôi, chẳng ai bắt buộc cả. Chẳng hạn như bây giờ tấm hình nè chưa xử lý, đã xử lý đó. Nhìn nó sáng sủa hơn và phân lớp được màu đậm và màu nhạt sáng tối với nhau, nhất là cái dùng áo kẹo. Alo anh Quỳnh, alo alo, nói gì ở làm sao để mà xem được cái mình vừa chỉnh xong về lại ảnh gốc á? Bấm chữ B phở vậy. Ok, ok anh. Khi bấm chữ B phở thì nó sẽ nhảy sang cái hình mình đã chỉnh, hoặc là B phở để chỉnh sang cái mình chưa chỉnh nè. Đó, liên. Ok. Rồi, tới khúc này rồi. Hiểu hết chưa? Hiểu tới khúc này chưa? Coi tụi nó hiểu chưa? Còn ai chưa hiểu khúc này không? Tới khúc này hiện tại rồi, ok, đã hiểu hết đúng không? Thằng quỷ phú này. Rồi, thì sau khi mình xử lý xong cũng ok, đây mình thấy mình xem trước sau bằng cách mình bấm tắt và mở này. Rồi, vô cái bước chính. Bây giờ mình muốn cho cái tấm hình này nó được smooth với background, thì đầu tiên là tấm hình mình của mình nó đang bị trắng, background thì đang màu đỏ. Cách xử lý của nó là mình sẽ cho tấm hình mình nó màu đỏ một tí bằng color balance. Đây. Trộn một tí sang màu vàng, hoặc là ít hoặc là không có, tùy mình, tùy theo cái xung quanh nó có màu vàng không. Rồi, sau khi mình camera raw và color balance rồi, thì mình nói chung là ví dụ mình hiện tại trong tình huống hiện tại mình cảm thấy là cái độ nét nó vẫn chưa được nét nữa, thì mình có thể sử dụng công cụ exposure trên đây. Thì thường thường anh sẽ sử dụng cái phần drama đây, correction, khi anh tăng drama lên
drama đây, khúc này là hãy chỉnh một ít xíu thôi, giống như mình nêm gia vị một ít thôi, đừng nêm nhiều quá, chẳng hạn khi em kéo hơi mạnh nó sẽ bị như thế này, hoặc là em kéo yếu quá nó sẽ bị trắng. Cho nên cái khúc thì cho nên còn cái khúc này á là hãy kéo nhẹ lên bên phải để tăng cái độ contrast của nó. Đây, khi là anh ẩn hết hai thứ, hai thứ là thì nhìn nó tương đối được quyền với nhau rồi đó. Rồi, khoan hiểu khúc này chưa? Alo. Ok anh ơi. Rồi. Sang phần đánh sáng nè. Thì đánh sáng. Thì đánh sáng nè. Thì đánh sáng là anh sẽ thường là sử dụng một layer mới clipping vô. Thì cái phần mà muốn giật nổi lên á thì anh sẽ sử dụng, thường anh sử dụng cái độ overlay, dùng brush chọn sang màu trắng. Cái phần overlay màu trắng này nó là cái để dậm sáng lên trên cái object mình đang sử dụng. Chẳng hạn bây giờ anh sẽ sử dụng màu trắng, brush overlay, opacity với flow là 100% hết. Đây. Thì khi mà anh để một lớp lên thì mấy đứa thấy nó có sự khác gì không? Tân thấy nó khác gì không Tân? Em thấy anh chọi hơn. Nó chổi hơn vậy là đúng hay là sai trong trường hợp này? Nhưng nếu nếu mà theo trường hợp đó thì anh có đánh lên cả cái cổ áo nữa không anh? Hay là anh chỉ đánh như thế thôi? Chưa, anh đang hỏi cái khúc mà anh đang đánh là Anh nó đúng hay không khúc thôi. khúc đó là sai. Rồi chẳng hạn bây giờ nè, cái phần overlay này màu trắng là để dậm sáng lên trên cái mà mình đang muốn, chẳng hạn như cái cần cổ này nó ở gần với bức rào trắng, có chi tiết trắng này. Thì thường á mấy em sẽ đánh hay đánh kiểu á là em chạy như gì nè, trên đây xong lên đây xong lên đây xong lên đây, thường vậy đó. Thì nó sẽ bị một tình trạng là nó sẽ chạy theo một viền này luôn, nó sẽ chạy một lèo này, lên đây xong qua đây đó. Nó không có phân chia cho mình được cái gì hết trơn, mà trong thực tế là không phải là đánh sáng. Cả ánh sáng nó cứ chạy như vậy, mà trong thực tế này, thực tế ánh sáng nè, khi hình chụp studio nó đã có cái lớp cho mình để theo dõi, đó là cái phần cổ áo nè, nó đã chạy xuống đây. Đây, còn phần vai, trên đây là có phần mặt trên đây, phần cổ ở đây, phần lỗ tai ở đây, mắt kính ở khúc này, phần tóc trên đây. Đó, nó đã chia cho mình được cái này, chưa tính tới những cái chia của nếp gấp, chẳng hạn cái nếp gấp này đó, hay là nếp nếp gấp của cái áo này ở trên đây đó, chưa tính tới nữa. Nó có rất nhiều cái nếp gấp mà những cái đồ mà độ nhô lên vậy nó sẽ phân chia cho mình sáng tối, chẳng hạn gì điểm tiếp xúc của nguyên khúc này nó sẽ sáng nhất, tại vì có ánh sáng tác động vô và nó sẽ dần vô trong đây và không có gì trong đây hết. Thì cái bước mà anh sẽ làm lại cái bước này đó là chọn cái độ overlay, dùng rất mạnh màu trắng. Thì mấy đứa quan sát kỹ, thì quan sát kỹ khúc này
Màu trắng hiện tại của anh sẽ làm dặm sáng lên trên